Hello bạn nha, hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn là cung đàn vỡ đổ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có họ âm la thứ la thăng ha. Nhìn ha. Đấy, la này ha. Các bạn sẽ đàn cho mình. Ta da da ta nè. Rồi tiếp. Xong rồi là họ âm son 7, I think son 7. Có tại vì nó có rễ thăng mà ha. Son trưởng, son thứ gì đó, nói chung là son. Ok. Rồi tiếp theo nó là hai cái son đúng không? Xong rồi cái pha. Hai cái pha. Một cái đô thăng. Xong rồi lên rê thăng. Ok, làm lại nha. Hai cái đầu tiên họ âm la nè. Các bạn nắm giai điệu ha. Vì cái này là đơn giản thì chúng ta sẽ đờn một đốt thôi cho là nhìn ha, đờn trước đệm trước rồi đánh nốt theo đó, rồi phá rê nè, xong rồi dơ son nè đó, phá rê là tiếp. Sẽ có hợp âm đầu tiên như vậy, la các bạn đánh la cho mình đấy, xong rồi hai cái la, xong rồi hai cái son, xong rồi hai cái pha, no không phải nha, bỏ đi nha, cái đoạn đoạn hai này ha, làm lại ha, hai cái vẫn là hai cái la cho mình ha, hai cái la nè, xong rồi hai cái đô, lần này nó sẽ về đô, hai cái đô, xong rồi lên pha, xong rồi lên C, C thăng này ha, C, cái hợp âm C này, C dán á, hoặc là la 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 thăng á, này ha, rồi ha, đấy, cái âm xong rồi lên rề, được không? Rồi bây giờ mình sẽ đánh tiếp vào hai hàng. Ok. Thì nó đi qua ha. Rồi vô la nữa nè. Rồi. Lại nha. Fa re do si la fa là fa re. Lại là cái này mình mất gì vậy?
thì nó cũng như trang câu đầu thôi, nhưng mà có nó sẽ chuyển đổi hợp âm đô lại ha, do la nè ha. Tùy thuộc các bạn thôi, nó vậy thôi ha. Rồi để mình coi lại ha, giờ mình đàn lại cái đàn hai cho bạn ha. Sẽ có một đoạn như vậy. Nói chung là xong rồi.